À, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông quý vị thân mến người xưa có câu tâm sinh tướng để nói về cái việc ấy, chỉ cần nhìn tướng mạo bên ngoài là có thể nhìn thấu được cái tâm can của một con người à, vậy nên một người phụ nữ lẳng lơ ưa ngoại tình thì vẻ bề ngoài cũng có thể nhận ra ngay lập tức đàn bà phụ nữ lần nữa ngoại tình hay là đam mê nhục dục quá độ từ xưa đến nay vẫn thường được coi là cái điều tối kỵ. Đàn ông thường tốn không ít cái công sức chỉ để biết được người phụ nữ của họ có phải là loại người đoan chính, trung thủy hay là không. Trong đó, cái việc tìm hiểu cái phụ nữ ngoại tình thông qua cái tướng mạo xem tướng ấy cũng đã được rất nhiều người sử dụng. Trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng tử thông cùng tìm hiểu về những cái nét tướng được coi là dâm đáng ở người đàn bà phụ bạc À thưa quý vị, theo quan niệm của cổ nhân tướng phụ nữ thích ngoại tình có những cái nét đặc biệt người ta có thể căn cứ vào nhiều bộ vị lãnh vực sinh hoạt để khái quát về cái cá tính tiềm ẩn của một người về cái mặt tình dục hiện nay thì người ta không còn quá e ngại khi mà nhắc đến cái vấn đề tình dục nữa nhưng mà để nói về cái mặt dục tính ý, thì còn tùy tùy người tùy từng trường hợp à, thông thường thì tính dục thì ai cũng có nhưng những người mà quá coi trọng cái nhục dục thì thường có một vài cái nét tướng đặc biệt sau đây thứ nhất là nhân trung dài và sâu thường là những người dâm đãng à, theo nhân tướng học người phụ nữ có tướng nhân trung dài sâu là những người vô cùng ham mê cái chuyện chăn gối họ có thể không có ý định lăng nhăng ngoại tình nhưng nếu lấy phải một cái người đàn ông ấy không biết quan tâm đến cái chuyện chăn gối hoặc là gì gặp phải người khác dụ dỗ, dỗ thì những người này rất dễ bị siêu lòng đối với cái mối quan hệ này hôn nhân thường sẽ rất khó lòng mà được hạnh phúc vợ chồng thường xuyên xảy ra cái mâu thuẫn tranh cãi nhau vì hoài nghi sống mà không có sự tin tưởng thì luôn cảm thấy đối phương lừa dối dối gạt thì sẽ chẳng thể nào vui vẻ được người đàn bà có tướng này nhất định sẽ thường phản bội chồng khi mà gặp người khác khiến họ vui vẻ trong cái chuyện chăn gối thứ hai là nhân chung có tía đỏ là cái biểu hiện của phụ nữ dâm đãng à, phía trên là nhân trung là mũi phía dưới là miệng mũi và miệng có cái hình dạng tương tự như là cái bộ phận của của nam giới và nữ giới nói chung ấy trong nhân tướng học thì căn cứ vào đó để có thể phát hiện ra phần lớn phụ nữ có chìm đắm trong cái chuyện hoan lạc trong nhục dục thì đều có một cái đường vạch tía màu đỏ hoặc là màu hồng à, thưa quý vị tùy theo cái truy hoan nhiều hay là ít thì cái sợi dây tơ nhện đỏ phải mắt tinh lắm thì chúng ta mới có thể nhìn thấy được nếu như mà thấy có dấu hiệu đó xuất hiện Thì có thể biết đó là người phụ nữ gì đã có cái gì đó rồi Thứ ba là bọng mắt to, thâm và đen à, Người có tướng bọng mắt thâm đen là những người vô cùng ham hố cái chuyện chăn gối Họ sẽ dễ dàng sa ngã vào lòng của người đàn ông khác Ngay cả khi đó là lần đầu gặp gỡ Họ thích được sống một cái cuộc sống tự do trong chuyện chăn gối Vì thứ mà họ muốn đó chính là điều này Người đàn ông nào mà bên cạnh họ không đáp ứng được cái nhu cầu ấy chắc chắn sẽ bị phản bội. Hoặc ngay cả khi họ có được sống vui vẻ thì người phụ nữ có tướng này vẫn tơ tưởng đến những người đàn ông khác để tận hưởng cái cảm giác là tươi mới hơn. Tuyệt đối không thể tin được những người phụ nữ có nét tướng này và đừng bao giờ trao gửi chọn cái niềm yêu thương cho họ. Thứ tư, môi giải hoạt và vành môi cong vênh lên. Người này thì giỏi ăn nói nên cuốn hút những người khác giới và có thể là gì vì cái điều này mà họ đã vô cùng lăng nhăng họ thích được nhiều người theo đuổi yêu thương và chiều chuộng chồng không phải là cái người duy nhất mà họ trao gửi cái tấm thân của mình à, tướng này thì thường không thật thà hứa rồi lại quên nên khó lòng mà tin tưởng được đối với cái cuộc sống hôn nhân ấy, thì họ cũng không thực sự chân thành họ muốn đàn ông phải vây quanh mình và coi mình là cái nữ hoàng còn chồng ấy chỉ là cái bức bình phong, còn thực sự họ sẽ luôn muốn có cái cuộc sống phóng túng tự do và với các mối quan hệ ngoài luồng của mình không chỉ người có bờ môi quá dày mà theo tử vi phong thủy về con người thì phụ nữ môi mỏng chưa nói đã vọng động là tướng tà dâm mê nhục dục, nữ giới môi mỏng không những thích nói chuyện thị phi mà còn thiếu đi cái sự trung thủy và chân thành, à, những người phụ nữ này thì thường bị ngoại cảnh đưa đẩy dẫn đến ngoại tình thứ năm là cằm nhọn hoắt à, thưa quý vị người có tướng cằm nhọn hoắt thường là những người khá xinh đẹp ưa nhìn cằm nhọn là một cái điểm nhấn quan trọng trên cái khuôn mặt và cũng vì thế mà họ có thể gì tận dụng cái khả năng của mình để câu kéo những người khác phụ nữ mang cái nét tướng này theo nhân tướng học thì chính là cái người ham muốn rất là cao trong cái chuyện chăn gối họ có thể yêu một người chỉ vì cái chuyện ấy hòa hợp và cũng có thể gì bỏ một người vì không đáp ứng được cái chuyện ấy của họ vậy nên trong tương lai không xa thì những người này sẽ ngoại tình phản bội chồng con nếu cảm thấy người chồng đó không đáp ứng được cái điều mà mình mong muốn thứ sáu là mắt có nhiều lòng trắng núng liếng à, thưa quý vị đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn nên nhìn vào cái đôi mắt ấy người ta có thể sẽ đoán được cái phần nào về cái tính cách của một con người của người phụ nữ À, thưa quý vị, người phụ nữ có đôi mắt lúng liếng, liếc ngang, liếc dọc, đong đưa Sẽ là những người luôn thích thay đổi, ngay cả trong chuyện tình yêu Họ không thích đứng yên một chỗ, không thích yêu mãi một người Vì vậy mà họ sẵn sàng ngoại tình nếu cảm thấy bên những người khác có cái hứng thú hơn Hoặc là không thì người này cũng sẽ gợi mở, mời gọi những cái người khác phải ở bên và yêu thương mình, tán tỉnh mình Mắt có nhiều cái lòng trắng thì càng chứng tỏ đây là cái người phụ nữ có tâm địa không tốt thứ bảy là mắt ướt đượm buồn à, thưa quý vị mắt ướt chỉ đôi mắt luôn long lanh như ngấn lệ đôi mắt ấy khiến cho đàn ông một khi đã rơi vào thì không bao giờ có thể thoát ra được cái sự đượm buồn lãng mạn của nàng ấy sẽ khiến cho mọi đàn ông luôn muốn được che chở bao bọc những tưởng cô ta đáng thương nhưng mà trên thực tế cô nàng mắt ướt lại là kẻ thích cướp chồng của người khác họ có kế hoạch rụ rỗ mê hoặc và lôi đàn ông đã có vợ lên giường chỉ trong tích tắc. Thậm chí, ngay cả những người đàn ông ngoại tình với họ thì cũng không thể ngờ vì sao mọi chuyện lại tiến triển nhanh đến thế. Thứ 8 là nốt ruồi ở phần chán bên trái. À, thưa quý vị, xem tướng phụ nữ dâm qua một số cái vị trí nốt ruồi. Nếu mà họ có một cái nốt ruồi ở phía bên trái, cái phần chán ấy, thì đây có thể là một cái dấu hiệu báo trước cái phần trăm tan vỡ trong hôn nhân của những người con gái đó với chồng Đa phần thì người ta buộc phải xem phần chán bên trái Vì trên khuôn mặt con người ấy, chán chính là cái phần cao nhất trên gương mặt Là biểu trưng cho cái thân phận của người bạn đời Chính vì thế ngoài 30 tuổi trở ra Những cô gái mà có cái nốt ruồi phần chán bên trái Sẽ dễ gì chủ động chán cơm thèm phở mà thích đi ngoại tình Thứ 9 là da mặt có nhiều tàn nhang Mặt thì có sắc đào hoa Thưa quý vị, phụ nữ có cái làn da trắng, hồng là những người đào hoa được xếp hàng theo đuổi. Lúc còn trẻ hay là về già ấy, thì cái sức hấp dẫn của họ cũng không thể thuyên giảm được. À, thế nhưng à, cái tướng phụ nữ mà có làn da trắng cộng thêm tàn nhang thì đây cũng là một trọng nét tướng của người phụ nữ hám dâm. Họ xem trọng cái việc tình dục dễ dàng xa ngã vì đàn ông khác dẫu đã có gì đã có chồng có con đều về. Bên cạnh đó người phụ nữ có mặt đẹp. Người đời thì thường gọi là mặt hoa da phấn Thường được nhiều người yêu mến Người phụ nữ có đặc điểm này Hoặc là thì mặt trắng có nhiều tàn nhang Thì đều ham muốn tình dục cao Và dễ có xu hướng ngoại tình à, Thưa quý vị Theo các thầy tử vi Thì đây là những cái người có số đa phu Và không hưởng cái hạnh phúc à, Thứ 10 là các đường làn trên cổ Đó. Thưa quý vị Cái tuyến giáp ấy mà phát triển Thì cổ sẽ trở nên là thô và xấu à, Những người đàn bà khi lâm trận đạt đến điểm G Thì đa phần sẽ cố cương cứng lên đúng không ạ? Quan hệ càng nhiều thì đàn bà lại càng gân cổ lên bấy nhiêu. Lâu dần thì sẽ khiến cho cái cái khả năng đàn hồi nó bị giảm Đấy. và làn ngang ở cái cổ rất nhiều và dày. À, đã bao giờ các bạn để ý đến người phụ nữ mà các bạn yêu thương có nhu cầu sinh lý cao hay là thấp hay chưa? À, phụ nữ khi không bày tỏ cái nhu cầu chăn gối cho đàn ông biết thì làm thế nào để kết luận được cái nhu cầu sinh lý của họ ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu, theo dõi những cái biểu hiện, dấu hiệu để nhận biết phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao với phụ nữ không ham muốn. Từ đó sẽ có những cái kinh nghiệm hơn về cái vấn đề này trong quan hệ phòng the một cách là tốt nhất. À, thưa quý vị, người xưa thường nói trong mặt mà bắt hình rong, dù mỗi người phụ nữ sẽ có một cái mức độ ham muốn tình dục khác nhau, tùy theo cái trạng thái sức khỏe, độ tuổi và điều kiện sống của mỗi người. Nhưng nhìn chung ấy, thông qua cái vẻ bề ngoài thì có thể phần nào đoán định được về cái nhu cầu chăn gối của một người phụ nữ. Nhiều người có khả năng cái chuyện ấy rất mạnh mẽ hơn so với những người còn lại. Thường dễ bị gây chú ý bởi họ luôn có những cái đặc điểm nhận diện khá là khác biệt. À, xin mời quý vị cùng theo dõi về những cái đặc điểm để có thể nhận biết ra những người đam mê cái chuyện ấy. Thứ nhất là giọng nói. À, quý vị thân mến, nếu giọng nói của một người phụ nữ có âm vực tương đối cao, nói to hoặc là gì, ngọt ngào, ấm áp Đặc biệt là khi họ hát lên ấy, cho mọi người nghe cảm thấy là vui vẻ Thú vị thì đây là những người được cho là những người có khả năng tình dục khá là mạnh mẽ Tất nhiên bên cạnh đó thì có những người có giọng nói với âm vực thấp, giọng nhỏ, yếu Nói năng thì không được lưu loát, thậm chí là bị chèn lời, díu lời Thường là những người mà nhút nhát, rụt rè, khả năng chuyện ấy cũng tẻ nhạt hơn Đời sống tình dục thì cũng đơn điệu hơn thứ hai là tư thế và phong thái à, phụ nữ có tư thế và phong thái đẹp gợi cảm thì thường có xu hướng là ham muốn tình dục cao hơn à, khi người di chuyển hoặc là vận động ấy, thì bộ ngực có sự rung lắc nhẹ sự đàn hồi tốt đấy vòng hông thì nảy nở cơ bắp vùng lưng rắn giỏi uyển chuyển có sức mạnh động tác thì tích cực và gì hoạt bát thì đều được xem là những người có khả năng tình tình dục khá là cao à, ngược lại người phụ nữ lãnh đạm thì thường thì thả rũ cơ thể thiếu đi sức sống các cơ thì sệ không phẳng đúng không ạ và thiếu cái độ gợi cảm thì nhìn tư thế và cái phong thái bề ngoài thì phụ nữ gợi cảm thì đương nhiên sẽ gợi tình hơn có cái khả năng mạnh hơn trong cái chuyện ấy đó thứ ba là ánh mắt à, thưa quý vị từ ánh mắt thì cũng có thể xác định được cái mức độ ham muốn của người phụ nữ người có đôi mắt to mở rộng rất tươi sáng đấy. thân thể thì gì nói chung là mỏng manh linh hoạt cơ mặt thì mạnh khỏe đấy có sự đàn hồi tốt là những người có đặc điểm của những người có cái chức năng hoạt động tốt nhờ thận khỏe cơ năng tràn đầy sức sống thì sẽ đi kèm với khả năng ham muốn tình dục cao ngược lại những người có khuôn mặt mỏng sẽ hơi sưng phù là cái dấu hiệu của sự thiếu sinh khí thiếu cái sức sống da mặt chảy nhão đàn hồi kém là cái dấu hiệu của gì chứng thận yếu tương tự như vậy thì những người có ánh mắt gì nói chung là lờ lờ tối đờ đờ da thì khả năng lãnh đạo cũng tương đối là cao thứ tư là khuôn mặt nếu phụ nữ có khuôn mặt hồng hào da rẻ mịn màng bóng mượt được xem là những người có ham muốn chuyện ấy cởi mở và mạnh mẽ một số ít phụ nữ có khuôn mặt nổi mụn nhẹ qua nhiều nốt mụn trên da cũng có khả năng chuyện ấy tương đối là dồi dào cơ thể phát triển khá là mạnh mẽ ngược lại những người có khuôn mặt tối da rẻ xấu sắc mặt kém tươi hoặc là đen xỉn thì không chỉ là cái biểu hiện của những người có sức khỏe kém mà cái khả năng tình dục cũng sẽ không đáng kể. Thứ năm là phản ứng khi uống rượu. Thưa quý vị, phụ nữ có ham muốn tình dục mạnh mẽ chỉ cần ngửi thấy cái mùi rượu là có phản ứng khá là nhạy. Họ sẽ hít thật sâu, tai và mặt có xu hướng đậm đỏ ửng lên, có thể chảy nước mắt khi mà uống rượu thậm chí là uống xong thì sẽ bồn chồn và bất an. Đây được xem là cái sự kích thích nhất định khi mà uống rượu bia. Tất nhiên ấy, phụ nữ có sự kích thích nhẹ khi mà uống ấy, thì đa số là họ có khả năng chuyện ấy một cách hoàn hảo. À, sau tất cả những cái đặc điểm trên ấy, thì sự khác biệt trong cái khả năng tình dục của một người phụ nữ không phụ thuộc vào cái sức khỏe và cái thể chất của mỗi con người. đấy Những người khỏe mạnh thì thể hiện ra bên ngoài cái sự mạnh mẽ hơn và khả năng bên trong của họ cũng tương tự. Ngược lại, thì nếu mà bạn có bệnh tật hoặc là có các vấn đề về sức khỏe thì đương nhiên khả năng tình dục cũng sẽ bị gì giảm và nên đi cần phải điều trị ngay thứ sáu dựa vào ngôn ngữ cơ thể à, thưa quý vị những nữ vận động viên hay là dancer thì đều là những người nắm rõ được cái cách kiểm soát cơ thể cũng như là các hành vi hoạt động của toàn thân à, phái mạnh đã cho ra những cái kết quả và nhận ra nhận xét rằng với những người phụ nữ này thì họ rất tuyệt vời trên giường họ hiểu rõ cơ thể mình như thế nào đâu là cái điểm mạnh và đâu là cái vị trí và sẽ làm giúp cho họ đạt được những cái hưng phấn tốt nhất cho cả hai khi mà quan hệ. Họ sẽ biết cách điều phối cơ thể sao cho phù hợp với đối phương để từ đó tạo ra cái sự đồng điệu trên giường đó, làm cho cuộc yêu đương của họ nó được gì? khoái cảm hơn bao giờ hết. Hơn nữa, những người phụ nữ biết cách điều khiển cơ thể có một sự mềm dẻo nhất định. Họ sẽ cùng với những người đàn ông phối hợp với các tư thế khó hơn. Đấy, Điều này càng kích thích nam giới và họ thích thú phấn khích hơn rất nhiều và sẽ khó có thể là gì dừng lại được. À, thưa quý vị, trên đây là 10 cái dấu hiệu nhận biết những người phụ nữ dễ dãi, lẳng lơ qua các biểu hiện thường ngày. Cùng với đó là 6 cách để phân biệt về định vị cái khả năng là những người phụ nữ có mạnh dạn trong chuyện chân gối hay không. À, tuy nhiên, chúng ta chỉ nên lắng nghe và tham khảo, chứ cũng không nên chụp mũ cho bất kỳ ai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.